78. Học tiếng Việt. Thời tiết. 78. Học tiếng Việt. Thời tiết. 1. Rét lạnh. 1. Rét lạnh. Thời tiết ở Hàn Quốc thế nào? Thời tiết ở Hàn Quốc thế nào? Rất lạnh và gió rét. Rất lạnh và gió rét. Vậy à, cẩn thận cảm cúm nhé. Vậy à, cẩn thận cảm cúm nhé. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn. 2. Tuyết. 2. Tuyết. Ở Việt Nam cũng có tuyết rơi à? Ở Việt Nam cũng có tuyết rơi à? Không, chỉ ở Sapa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Không, chỉ ở Sapa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Mình muốn đi Sapa. Mình muốn đi Sapa. Chúng ta lần sau cùng đi nhé. Chúng ta lần sau cùng đi nhé. 3. Cột băng. 3. Cột băng. Nhìn kìa, có cột băng. Nhìn kìa, có cột băng. Wow, kỳ diệu quá. Wow, kỳ diệu quá. Bạn lần đầu nhìn thấy cột băng à? Bạn lần đầu nhìn thấy cột băng à? Ừ, lần đầu tiên. Ừ, lần đầu tiên.